Các đề cử xuất sắc đầu tiên của top 50 nữ lãnh đạo châu Á-Thái Bình Dương 2023 đang dần được hé lộ. Họ là những nữ lãnh đạo doanh nghiệp tài ba, các nhà hoạt động xã hội tiêu biểu, hội đủ các tiêu chí, trong đó sự cống hiến cho nền kinh tế và trách nhiệm cộng đồng của họ là điều tiên quyết. Hành trình tìm kiếm và vinh danh top 50 nữ lãnh đạo châu Á-Thái Bình Dương 2023 đang vào chặng gấp rút. Ban tổ chức hiện đang làm việc hết công suất nhằm mang đến một đêm vinh danh long trọng và mỹ mãn. Song song đó, bằng kinh nghiệm dày dặn và sự công tâm của mình, ban cố vấn và hội đồng thẩm định cũng đã thẩm định các đề cử nhằm cùng ban tổ chức tìm kiếm và bình chọn những gương mặt xứng đáng cho đêm vinh danh. Chương trình hiện đang nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các chính khách, giới doanh chủ, chuyên gia Việt Nam và quốc tế. Đêm gala vinh danh sẽ được diễn ra vào ngày 27 tháng 4 tại khách sạn Park Hyatt, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ được chứng kiến giây phút vinh danh đầy cảm xúc, khách mời tham dự chương trình còn có cơ hội gặp gỡ giao lưu với các nữ lãnh đạo tiêu biểu của Top 50 thông qua phần Business Matching và các diễn đàn với chủ đề Go Green Go Global, nền kinh tế tuần hoàn và phụ nữ kinh doanh trên nền tảng số. Hãy nhanh tay đăng ký tham gia để trải nghiệm một đêm gala sang trọng đẳng cấp cùng Top 50 nữ lãnh đạo châu Á-Thái Bình Dương 2023.